Chloe's Entertainment Channel cho các bạn. Hôm nay cuối tuần dẫn Chloe đi chơi nè các bạn ơi, hai mẹ con đi dạo Vivo City. Đây người ta trang trí tết đây nè các bạn. Wow, Vivo City trang trí thích. Nâng cảnh còn đó. Hả? Nâng cảnh còn đó. Vivo lại. Hoa đó, cái này hoa nè, chúc mừng năm mới nè. Ooh, look at this. This is look like my coins inside. This is my boat. My boat and they have coins inside. I have it already. Okay. À, cục vàng nè. I want to take a look. À đi bên kia hả? Rồi đi đi, không có đi đâu đây. Yes. Đi không có đi đâu. Đó, đi chơi cuối tuần vui ghê chưa mấy bạn? Tôi đi vui lắm. Đi đường nào? Đi bên nào? Right here, then it's gonna be dark. Okay. Come with me. It's gonna be freaking in the house. Đó, Chloe được đi chơi là vui vậy đó. Come on. Follow me. Okay. You hold my hand. I can. Hả? Do it too. Let's go. Right there. Đi đâu? Right there. Ở đằng kia đó hả? Yeah. À, okay. Catch it, I want it. Thì con đi đi. Đó, cho mấy bạn they coi nha, ở đây Vivo City trang trí tết rồi nè. Trời ơi, một màu đỏ rực luôn. Kìa. Look. Quá trời con nít. Look at that bridge. Ừ thì đó, con muốn đi thì con lên thôi. Con muốn lên trên đó đúng không? Lên cây cầu đúng không? Đi bên đây nè. Qua bên đây nè, bên đây có cái đường đi nè. Đó. Mai màu đỏ. Rồi con cứ lên đi, con cứ lên cầu đi. And the kids need to go first. Hả? The kids need to go first. And à, con đợi em bé đi xuống trước rồi con mới lên hả? Yeah. Tôi nói là đợi em bé đi xuống. Thôi đứng đợi nè. Đó, người ta đi chơi nè mấy bạn. Rồi, Chloe lên cầu đi. À, thích cây cầu, thích cây cầu. The kids is going first again. Sao vậy? The kids is still going first. Không có sao đâu, thì con cứ đi qua thôi. Ừ. Con đi qua đi. Bình thường, có gì đâu. There's a human inside here too. Sao? The human's right here too. What? It's okay. We have to wait. We have to. À, chờ. Chị nói là phải chờ. No, we have to. Hả? Ừ, có there's something over there. Đây, there's đây something là... over there. Đâu? Right here. Rồi giờ đi đâu nữa? You wanna see here. Hả? Just come. Ôi, cái gì đây? Ôi, cái gì đây? À, cái chỗ để chụp hình. Có gì chơi không? Có gì chơi không? Kìa, bên kia người ta có gì kìa, đông vui quá kìa. Đó, bên đây nè, bên đây chơi gì vậy? Ui, qua đây chơi gì nè đó. À, chơi nặng cái cây tòa he. Quay vô chơi không? Đó, người ta nặng tòa he á. Yes. But I'm too shy. Hả? I'm too shy. Không thích hả? Yeah, nè qua đây chụp hình, ta làm có cái góc chụp hình nào đó. Con muốn lên đó chụp hình không? No. Không thích luôn hả? No. Không thích luôn. No. Bây giờ đi đâu? How we go on the bridge, please? À, đòi đi lên cầu nữa hả? Yeah. Rồi thì đi lên cầu đi. Come with me. Rồi con đi đi. Đi đi.
Tự con đi đi, mẹ đi theo. Just follow me. Vẫn thấp đi lên cầu các bạn à. Rồi lên luôn, lên luôn. Rồi lên thẳng luôn. Ừ. Rồi con cứ lên đi, bọc đi qua bên kia luôn. Ừ. Đó, người ta làm cây cầu để cho mình chụp hình. Bây giờ Chloe muốn, bây giờ Chloe muốn chơi Play-Doh đúng không? Dạ, dạ. Rồi thì đi đi, con đi qua chỗ nào con thích thì con đi thôi. Rồi, ở đâu đâu? There's too much people here. That's where right here. Rồi, ở đây hả? Đây, chỗ này làm tòa he á. Ở đây người ta làm tòa he mà. No place left. Hả? No place left. Sao? No place left, I said no place left. Ừ. Nhưng mà phải ngồi đợi lâu lắm á. Ngồi đợi mấy cô làm á. Hiểu không? Đó. Nè, mấy bạn tập làm nè. Thấy không? Mà đi chơi khác được không? Chứ ngồi đợi cái đó lâu lắm á. Được không? I just wanna play Play-Doh. Hả? I play Play-Doh. Ờ, con muốn thì con vô, con muốn thì con vô, con phải ngồi đó, con chờ. Con chờ. Đó, Chloe khám phá cái này các bạn ơi. Chloe chơi gì vậy? Có gì chơi không? Ở đây là chỗ để chụp hình đó. My favorite song. À, cái bài hát đang người ta đang mở là bài hát yêu thích của con đó hả? Yeah. Ok. Đó, Chloe thích cái bài hát đó đó mấy bạn. Ủa, mọi người nè mấy bạn. Đó, mọi người đi ra cái khu này để chụp hình đào. Hôm nay là thứ bảy nha mấy bạn, cũng không có đông lắm. Still wanna play Play-Doh. Play-Doh đang đông lắm, bây giờ ở đó đông dữ lắm con. Chơi chỗ khác đi, chứ ở đó đông lắm, mình bu vô nữa. Rồi có nhiều con virus á. Ủa sao vậy? Hả? Thì chỗ nào đông thì mình né thôi. Mình chờ chút xíu nữa vắng rồi mình lại mình chơi. Ok. Đi qua đây coi người ta bán cái gì nè. Nè, người ta bán bánh mứt nè, người ta bán. Người ta bán đồ. Quá trời luôn. Đó, bánh kẹo. Nha mấy bạn. Có kẹo lắm á, tẹt. Ừ. Con mua cái gì? Nè quần áo nè. Hãy vô mua quần áo đi. Có mua quần áo không? Chị gia đình mình đi siêu thị ghép coi bếp robot của chị ở nhà đó. Cái đây lúc này chị có cái máy rửa hương á. Quậy của em là free quá. Mày của em là của Malaysia. Ờ, cảm ơn, để bữa khác nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, có robot làm không khí nữa. Ok. Go that way because it's beautiful that way. Ở đâu? Right there. Ừ thì ở đó hả? Yeah. Ở đó nó đẹp hả? Yep. Còn thích chỗ đó hả? Yeah. Ok. Đi bên đây thử được không? Đi bên đây thử được không? Ok. Ở okay. Bên đây. Bên đây coi có gì. Đó. Cũng mấy giống như mấy cái môn khác thôi mấy bạn ơi. Oh yeah. Đó, cuối tuần thứ bảy nè. Chủ yếu là dẫn Chloe đi chơi nè. Dạ, dạ. Bánh kẹo rồi. Come on, mommy.
Hả? Không có ảnh quay mặt đi. Lại quay trở lại cái chỗ, cái chỗ đông người nhất, cái chỗ dành cho chụp hình mấy bạn á. Lui có vẻ thích cái chỗ này. Ở đây cũng có nhiều tầng lắm nè. Có rễ ngoài kia. Lại thích cái Play-Doh nữa. Ê, con vô, con muốn hay con vô, con ngồi, con chờ. Được không? Đi. Giờ Chloe đi đi thang máy ha. Con biết đi thang máy không? Ai nữa? Hả? Ai gần nữa? Chloe nói Chloe không biết. Nè, đi thang máy nè. Chloe thử cái thang máy nè. Okay. Đó, đi thang máy nha. Rồi Chloe cho mấy bạn coi Chloe 5 tuổi đi thang máy giỏi như thế nào nha. Ok. Rồi nhìn nè mấy bạn. Đó Chloe nè. Wow, hay chưa? Chloe hay chưa? Chloe tự đi thang máy luôn hả? Hay quá, hay quá. Không mất cần mẹ nắm tay luôn. Coi trên đây có gì nha. Đó, Chloe chuẩn bị. Hay chưa. Wow. Coi trên đây có gì nha. Đó. Có. Đi qua đây. Chắc phải đi qua bên đây thôi. Đi qua bên đây nè con. Qua đây coi có gì. Đi hướng bên đây nè. Thì mommy wanna go to the escalator more. Hả? Yeah, more. Sao? I need more escalator. Ờ, mình phải đi vòng bên kia xong mình mới đi lên cái thang máy nữa được chứ. Ok, rồi, ok. Ok, đi thôi. More escalator, yeah. Ừ, more rồi. Escalator. Đâu, con dẫn đường cho mẹ đi coi. Con dẫn đường coi, con biết đường không? Ông dẫn mẹ đi coi. Hay quá. Đó, thứ bảy cuối tuần cũng vắng vẻ, không có đông lắm mấy bạn à. Let me see. Hả? Không ai hẹn. Đâu có thằng máy ở đâu đâu ta. Đâu? Ok. Tao con dẫn đường đi đi. You watch out the people. Ok, don't worry. Come. Especially to come. Oh, để coi từ trên đây. Nhìn xuống coi nó làm sao. Đây, từ trên cao nhìn xuống. I cannot look. Hey, mommy. Yeah. Có cái xe lửa đang chạy. Xe lửa đó, Chloe thấy không? Đó, thấy xe lửa không? Xe lửa đang đến. Hay nè. Have a ride, please, please, please. You play, không có được mà xe lửa đang đến mà. Ủa con muốn đi thang máy mà. Ở đằng kia có thang máy nữa kìa. Đó, phải đi lên lầu. Ôi, cái tiệm ở đây đóng cửa. I know where to go. I missed the bunny rabbit. Đi thang máy nữa đúng không? I missed the bunny rabbit. Right here. I missed the bunny rabbit. Bunny hả? Đâu bunny đâu? Right there, the red one. Ồ, đúng rồi, bunny á. What the hell? Chloe nó thấy con bunny là con thỏ á mấy bạn. I don't want to hug him. I want to hug him. Chloe nói ông muốn ôm thỏ, rồi lại ôm thỏ đi.
Rồi muốn Chloe nói. Rồi con lại con ôm thỏ đi. Lại ôm thỏ đi. Muốn ôm thỏ. Vui không? Vui không? Có ôm nữa không? Có ôm thỏ nữa không? Có ôm thỏ nữa không? Có ôm thỏ nữa không? Cũng đi lên quá à. Đâu muốn đi lên này là thang máy thì xuống à. Đi lên là phải đi bên kia kìa. À bên đây có gì nè Chloe? Ôi có mấy cái chỗ. Wow, có mấy cái xe chơi. Can I ride it, mommy? You put it, please. Cẩn thận nha. You put it, please. Đó. Cái khổ sinh. Chơi. Everybody is riding it. Ride on it, mommy. Huh? You please tell Ryan, can I ride it? Please, please, please. Sao? Please, ê, can I ride it? Con muốn ride cái đó hả? Nhưng mà mẹ bỏ tiền ở đằng chỗ bà giữ rồi. Mẹ để tiền ngay chỗ bà rồi. Ok, hai phút. Rồi. Hai phút kia mình. Ừ, chút nữa hả? Ờ, ok. Con muốn take a look, mommy. Ừ, thì đó, con lại con look đi, con lại con xem đi. Yên tâm. I wanna ride it. But I really want to ride it, mommy. Please, please, please. Chloe ơi, ở bên kia có nhiều đồ chơi kìa, đi qua coi Chloe ơi. Wow. Làng xì chum. Mommy, I'm too sad, mommy. Làng xì chum nè mấy bạn, trời ơi. Nhiều cái game lắm nè. Mommy, I said I'm too sad. Ừ. Chloe nói không được đi mấy con đó lên buồn. Trời ơi nhiều đồ chơi quá nè. Rồi Chloe mày vô đây là mê mẩn luôn. Rồi Chloe chơi. Đi đi have a look với con đi coi hả thôi. Có gì hay không? Nhiều đồ chơi hay lắm ha. Chỗ mua xô.
all the time. Hả? All the time. Trời ơi, tôi nói là tất cả. Vậy đó hả? Sao không thích khôn vậy? Cái gì cũng thích hết vậy? I think it's a this everything is all my favorite. Oh. Hôm nay chơi gì vậy? Này là gì đây? Này là cái này tôi không có thích. À này bóng bàn. Đá bóng bàn. Mình đi ra mấy bạn ơi, trong đó nhiều trò chơi quá, coi sơ sơ thôi. Ở trong đó hồi hồi bắt công tôi là đồ chơi hết luôn. Not fair. Not fair. Sao not fair? Tại sao not fair? Nè bây giờ con thích đi thang máy nè, bây giờ con đi thang máy nè, đi xuống nè. Nó qua xuống hay chị gọi gạo. Sao? Bà đang đợi con á, bà đang đợi mình ở dưới á. Nè. Mày lấy tiền hả? Lấy tiền lấy. Thôi kêu lấy nè. Tiền đi đi lại chơi game. Thôi hôm nay mình nãy giờ mình cũng chơi vòng vòng rồi cũng đủ rồi đó Chloe ơi, đói bụng rồi, thôi bà đang đợi mình ở dưới, mình đi xuống nha. Rabbit. Ok, đi con. Rabbit. 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 Con. Rồi đâu Chloe biết tự đi thang máy thì xuống không ta? Thôi để mày nắm tay cho chắc nha. Để mày nắm tay. Rồi bước. Ừ hay quá. À. Nãy hả? Giờ mình đi vòng vòng vậy là được rồi mấy bạn ơi, là để biết là cuối tuần gần Tết ở Vivo City như thế nào nha mấy bạn. Nhưng mẹ đang chủ yếu là chờ dẫn cho Chloe đi chơi hả? Tha đi không cho đi đâu. À. Sao vậy? Không có đâu. Bà đang đợi á. So can I play a little bit more please? Hả? Can I play a little bit more? Gần Tết rồi mình đi chơi thôi các bạn ơi. Vivo City đông vui quá, có nhiều game lắm, đặc biệt có rất là nhiều game. Yeah. But can I play a little bit more please 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 play? Con chơi gì giờ? Ngồi chơi nữa kìa. Can I play in there more please? Sao? Please please please. Vẫn tiếp tục rồi chơi. Okay.
các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chloe, bye bye các bạn đi con. Bye bye.